Một phiên giao dịch gây sự thất vọng với nhà đầu tư chúng ta rất là nhiều, với việc là buổi sáng nó kéo rất mạnh các cổ phiếu ngân hàng lên. Ví dụ là Tiên Phong Bank có những lúc tăng 3-4%, ví dụ như là VP Bank có những lúc tăng 3-4%, hay là OCB tăng tím và cuối giờ nó vẫn tím. Tuy nhiên rớt thì vẫn rớt, Oppo thì vẫn Oppo, với việc thị trường chúng ta lên bao nhiêu, lên cái vùng 1299, gần 1300, kết quả cuối giờ âm 9,74 điểm, tức là rất gần là 20 mấy điểm trong đúng một phiên thôi, từ sáng cho tới chiều là 20 mấy điểm. Và với những cái mức lỗ mà anh chị mình đã thấy rõ rất là nhiều, ví dụ như Đất Xanh anh chị cũng phải âm là 10% rồi, hay là gì, hay là Phát Đạt anh chị đã âm 11-12% rồi, hay là những cổ phiếu khác Vinhome đồ chẳng hạn cũng đã âm chắc cũng là hơn 10% rồi, đúng không anh chị? Hay những cái sự thất vọng rất là nhiều, một cái thanh khoản bán tháo ra là cực kỳ lớn, mà chúng ta đầu tư thì chúng ta vẫn làm gì, vẫn là khó khăn trong đây, và chúng ta vẫn đang thấy là thị trường này là cái gì đó rất kinh khủng khiếp quá. Thì hôm nay qua sẽ chia sẻ với anh chị một cái việc, đó là chúng ta đầu tư vì sao chúng ta luôn lỗ, vì sao chúng ta đầu tư thì chúng ta cứ vào là nó gì, là nó sập, mà chúng ta cứ bán là nó tăng, và chúng ta luôn luôn bị cái trường hợp đó. Ví dụ như ở trong cái nhịp này, khi anh chị mình đầu tư đợt này, ở đây anh chị mình lỗ 20-30%, tiếp tục trong cái nhịp này anh chị bèo anh chị cũng lỗ 10-mấy%, đúng không? Tiếp tục cái nhịp này chưa gì hết, chưa có sập gì luôn, chưa có rớt bất cứ cái gì luôn anh chị, thì anh chị mình đã lỗ bao nhiêu rồi? 10-mấy%. Và qua sẽ đo cho anh chị mình coi, ví dụ chị thấy cổ phiếu Đất Xanh không, đo từ đúng cái chóp đỉnh này xuống đây anh chị lỗ bao nhiêu trăm, anh chị lỗ 11%. Tiếp tục đo từ cái chóp đỉnh này xuống đây anh chị lỗ bao nhiêu trăm, lỗ là 10-mấy%, đúng không? Và trong cái đợt trước thì trường mình rớt thì đo từ đây xuống đây anh chị mình lỗ bao nhiêu trăm, anh chị mình lỗ 32%. Tiếp tục chúng ta nhìn vào cổ phiếu Phát Đạt, anh chị thấy nó cũng tương tự như vậy, đúng không? Trong cái đợt lần này, đúng không? Lần này còn chưa biết có tạo đáy hay không thì anh chị mình lỗ 12%. Đợt bên đây là mới tháng trước á thì anh chị mình lỗ là 9-mấy%. Còn cái đợt này là bao nhiêu? Nhìn cũng kinh khủng lắm đúng không? Là cũng 36%, đúng không? Thì đầu tư chúng ta luôn luôn bị dính vào cái vòng lặp là gì? Là chúng ta mua cao và chúng ta bán thấp, chúng ta mua cao và chúng ta bán thấp. Và hôm nay ví dụ anh chị mình bán ra, có phải anh chị mình thấy là bây giờ anh chị nhìn lại cổ phiếu nó không rơi đúng không? Có khi ngày mai nó hồi lên lại bán đúng đáy, hồi lên lại mua vào lại rớt tiếp đúng không? Là cái gì? Đây quan gọi là cái gì? Là cái vòng lặp, cái vòng lặp gì? Cái vòng lặp sập, cái vòng lặp lên voi xuống chó, đạp lên đạp xuống. Thì cách nào để chúng ta có thể thoát ra khỏi cái đó, để chúng ta đầu tư chúng ta có thể có lời, chứ không phải chúng ta đầu tư chúng ta cứ lỗ lỗ lỗ, thì cái đó đâu được gọi là đầu tư, cái đó gọi là gì anh chị? Cái đó gọi là đi đốt tiền rồi, đúng không? Ví dụ như hệ thống Minh Quang anh chị thấy giai đoạn gần đây sao, thì chúng ta đầu tư danh mục trung hạn là những cổ phiếu này sao, gần như full lời đúng không? Hôm nay thị trường rơi chứ bên mình vẫn lời bình thường. Hôm nay thị trường đạp rất mạnh phải không, đạp 20-mấy điểm, thì mình mới có đầu tiên hai cổ phiếu bị lỗ, mà hai con này là mới mua hấp dò gần đây thôi á, là hai con này bị lỗ thôi, còn lại mình vẫn gì, bên mình vẫn lời bình thường và không có mất cái gì cả. Cổ phiếu mình thậm chí là gì, thậm chí là vẫn xanh. Ví dụ anh chị thấy con VCI hôm nay không? Bên mình vẫn giữ bình thường và bên mình vẫn có cổ phiếu xanh bình thường. Thì qua sẽ chia sẻ với anh chị trong các bạn tin tối nay để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta biết được là chúng ta phải đầu tư như thế nào, chúng ta làm sao để chúng ta thoát khỏi cái vòng lặp này, thì anh chị mình cân nhắc và anh chị mình thực hiện để chúng ta đầu tư có thể có lợi nhuận, chứ không phải là chúng ta đầu tư chúng ta chỉ bao lỗ đúng không? Đầu tư phải nói là chữ là bao lỗ luôn á. Thì chị mình coi video của em hàng ngày, anh chị thấy những cái kiến thức qua chia sẻ với anh chị á hay, hữu ích và hiệu quả, anh chị đừng quên là đăng ký kênh. Nếu anh chị không có cái phương pháp đầu tư ok trên thị trường, không có cái cách đi vốn hợp lý, anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với trợ lý Như Hảo hoặc trợ lý Trúc Vy, thì các bạn sẽ tư vấn cái thủ tục để anh chị chuyển về đồng hành với hệ thống Minh Quang. Và để có làm gì? Để anh chị có thể vượt qua những cái vấn đề này, để chúng ta có lợi nhuận lớn trên thị trường, và để chúng ta làm gì? Sống sót được với nó, sau đó sinh ra lợi nhuận với nó, chứ không phải là đi đốt tiền. Ví dụ anh chị nhìn ở trên kênh Quang, thì những cái phiên gần đây qua đều nói với anh chị là cái gì? Biết địch biết ta, đúng không? Trăm trận không thắng cũng hòa. Anh chị coi lại cái video 9 ngày trước là 3.600 người coi, thì chị coi lại video đi. Trong hôm đó qua cũng có nói với anh chị về cái vấn đề cái tư duy đầu tư, đúng không? Thì nếu chị làm theo cái video này nè, thì chị cũng sẽ ok không? Cũng sẽ ok đúng không? Hay là muộn tao thì làm gì, xây dựng danh mục tăng trưởng theo con sóng, cũng chia sẻ với anh chị về cái vấn đề đó. Hay là RSI quá nhiệt nè, chiến lược trồng cây hái quả, thì những cái đó. Nếu chị mình coi lại những video này thì chị sẽ biết một điều, đó là cái cách chúng ta đi vốn trong cái giai đoạn thị trường này để chi, để chúng ta có lợi nhuận và chúng ta không bị lỗ. Và lúc đó và nói với anh chị là gì, đó với anh chị là những cái khúc ở dưới đây nè, ví dụ như con VSI luôn đi, ở cái khúc ở đây nè thì chúng ta đi mua, nhưng lên đây thì chúng ta là gì, chúng ta chỉ giữ hàng, và khi chúng ta giữ hàng chúng ta chỉ làm gì, gồng lãi thôi, chứ chúng ta không hề mất cái gì đúng không anh chị? Hay là gì, hay là lên cao, khi nhà đầu tư chúng ta ai cũng hỏi về
ngân hàng chỗ này mua được không, chỗ này mua được không, bây giờ không vào nó tăng luôn thì sao, thì khi vừa vào cái nó bán tháo, đúng không, khi vừa vào cái lại bị nhốt lại, khi vừa vào nó lại bị nhốt lại, hay là chúng ta đi chọn các cổ phiếu yếu. Thì nói chung là những video trước qua đã chia sẻ với anh chị rất nhiều, thì nếu anh chị mình coi qua hàng ngày á mà anh chị mình thấy là mình dẫn giao dịch không ok, không hiệu quả và cần một người đưa ra cái quyết định trong phiên giao dịch cho anh chị, thì anh chị cứ nhắn tin trực tiếp với Như Hảo một chút đi nha. Rồi ok, chúng ta sẽ vào cái nội dung ngày hôm nay, đó là gì, đó là những cái vấn đề cần suy luận trước khi đi đến cái vấn đề là gì, thoát khỏi cái vòng lặp nha. Thì đầu tiên, thị trường đã sập chưa, và sập thật rồi đúng không, thị trường đã sập chưa, đây là cái câu hỏi mà nó thiệt với anh chị là bây giờ ai trên thị trường này cũng đang quan ngại cái vấn đề này, là nó ập cây ghê quá đúng không anh chị, nó một cái cây rất rất là mạnh xuống ghê quá trời ghê luôn, mà cái thanh khoản nó lại bùng nổ trên 1 tỷ cổ phiếu, lâu lắm rồi trời có một phiên trên 1 tỷ, đây 1 tỷ nè, đây là ngưỡng cửa 1 tỷ nè, thì lâu lắm rồi, mãi từ cái cây ngay đây nè tới bây giờ, thì đây mới là cái cây kế tiếp có 1 tỷ cổ phiếu, là từ ngày 17/7 cho tới bây giờ là ngày nhiêu, 3/10, cũng là chắc là cũng 2/5 rồi chúng ta mới có cái cây trên 1 tỷ cổ phiếu, ai cũng lo ngại đúng không anh chị, mình sợ là chỗ này sập chưa, sập. Thì Quang đã nói với anh chị một điều, đó là chúng ta đầu tư á, chúng ta có cần quan tâm thị trường không, câu này quen quá đúng không anh chị, quen quá đó trời quen luôn đó, Quang hay nói với anh chị đó là chúng ta đầu tư thì chúng ta không cần quan tâm thị trường, vì sao, vì cái thị trường nó chỉ đại diện cho cái chỉ số thôi, nó đại diện cho một cái tổ hợp hàng trăm hàng ngàn cổ phiếu trên thị trường này cộng lại, và bây giờ nó giảm mạnh thì sao, nó giảm mạnh nhưng quan trọng cái cổ phiếu anh chị có sập không, đúng không, quan trọng cái cổ phiếu anh chị có sập không, nếu cái cổ phiếu anh chị sập thì thị trường này nó xấu và thị trường này nó không ok, nhưng nếu anh chị giữ cổ phiếu mà hôm nay thị trường nó up cái cây này mà cổ phiếu anh chị không rơi thì có phải lúc đó là anh chị không sao đúng không, anh chị không sợ và anh chị cũng sẽ nói là ủa thị trường này nó giảm hả ta, sao tài khoản mình nó vẫn ok. Thì đây qua nói với anh chị ví dụ như danh mục bên mình nè, cầm BID đúng hôm nay bị bán ngược nhưng mình vẫn ok đúng không, cho anh chị mình coi BID nè, hôm nay bán và từ sáng bán ngược lại nhìn rất là ghê, khung khủng khiếp luôn đó anh chị, nhưng mà rõ ràng cổ phiếu đâu rớt đâu đúng không. Tiếp tục anh chị nhìn CTG đi, bên mình cũng đang giữ CTG, hôm nay nó vẫn xanh đẹp, một linh hồn của ngành chứng khoán đó là gì, là VCI, thì hôm nay nó vẫn lên. Vậy thì cái câu hỏi là thị trường này nó có sập chưa, thì đó là nếu mà chúng ta xét về cái thị trường chúng ta sẽ nói là nó sập rồi hoặc là nó đã rất xấu, nhưng nếu mà chúng ta mua đúng cổ phiếu, mua đúng ngành nghề, mua đúng gì, nơi có dòng tiền tổ chức, nơi có dòng tiền cá mập nó trúng ngủ, thì chúng ta sẽ không thấy cái vấn đề gì quá nhiều. Và chúng ta coi lại quá khứ, thật ra đây là cái phiên rất bình thường. Ví dụ anh chị thấy chỗ này không, cũng có một pha buổi sáng kéo rất mạnh, buổi chiều đập rút cán và gì, và âm tới 19 điểm luôn nè, thanh khoản bùng nổ lên tới tận 1.2 tỷ cổ phiếu, và sao, ồ kết quả đó nó đang tăng tiếp nè anh chị không. Tiếp tục anh chị thấy chỗ này không, đây cũng có một cái cây tương tự, là buổi sáng tăng lên là 1.240, buổi chiều rớt về 1.212, lưu ý nha, 1.240 và 1.212 cũng rất là nhiều điểm, âm tới 1.3% luôn, thanh khoản bùng nổ lên tới bao nhiêu, bùng nổ lên tới 1.3 tỷ cổ phiếu, và 1.3 tỷ cổ phiếu, và sau đó nó vẫn tăng, không, nên thành ra là gì, nó thành ra nếu mà chúng ta xét về những cái cây nến mà bán tháo mạnh á, thì chúng ta không nên xét về cái cây nến này, mà chúng ta phải xét về cái đơn vị cấu hạch bên trong là cái gì, thì đơn vị cấu hạch bên trong là các cổ phiếu, mà các cổ phiếu nào để đưa thị trường mình đi lên trong dịp này, đó là gì, đó là cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu leader đứng đầu ngành. Ví dụ như ngân hàng chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có STB là đứng đầu ngành đó, coi như là đứng đầu và đứng cùng top bao nhiêu, top 1, top 2, top 3 trở lên, thì nó vẫn gì, nó vẫn tăng đúng không. Chúng ta coi cổ phiếu kế tiếp là cổ phiếu MSB, thì hôm nay nó đã có cây đỏ nhưng xu thế là gì, xu thế vẫn là đi lên đúng không, cũng chưa xả lũng xuống bao giờ cả. Tiếp tục cổ phiếu kế tiếp là gì, cổ phiếu kế tiếp là Tiên Phong Banh, hôm nay nó vẫn đóng cửa ham chiếu dù nó bị xả ngược nhưng nó vẫn gì, nó vẫn tăng. Tiếp tục chúng ta nhìn những cổ phiếu khác như OCB, nó vẫn tím. Chúng ta nhìn cổ phiếu VP Bank, hôm nay nó vẫn xanh chứ nó không hề giảm, hôm qua mới bán tháo hôm nay xanh này nè anh chị không. Rồi tiếp tục cổ phiếu gì, rất nhiều con CTG anh chị thấy sao, vẫn đi lên chứ có giảm đâu. ACB nó sao, nó chỉ đóng cửa giảm nhẹ chứ nó không hề bị bán tháo hay không hề mất cái trend, mất xu thế nào cả. Tức là gì, tức là nếu mà chúng ta xét về các cái đơn vị cấu hành, và cái đơn vị cấu hành quan trọng nhất để đưa cái thị trường mình đi lên đó là ngân hàng, thì chúng ta sẽ thấy thị trường này không hề có vấn đề nào cả. Thị trường này rất rất là nặng nhưng cổ phiếu chúng ta chỉ mất, ví dụ như anh chị cầm ACB bên hệ thống bên mình á, anh chị mất 0.39% đây không, anh chị thấy ACB không, anh chị chỉ mất là bao nhiêu, 0.39% là từ 4.8% tiền lời, còn 4.4% thì vẫn bình thường đúng không anh chị. Thì đó, thì điều đó giúp chúng ta suy nghĩ cái gì, đó là thị trường này nó có sập không, nó đã sập chưa, há sập được rồi, quan trọng là gì, do chúng ta xác định sai cái cổ phiếu leader, chúng ta xác định sai cái nơi dòng tiền đang trú ẩn, dòng tiền đang trú ẩn ở đâu, thì chắc chắn là nó đang trú ẩn ở ngân hàng, thì nên nó ở đây, nên anh chị bán quá trời bán chứ nó đâu có rơi đúng không, nó không rớt vì sao,
vì cá mập và tổ chức nào trong đây. Nhưng nếu anh chị mình đang giữ các cổ phiếu ví dụ như đất xanh, ví dụ như BDR, thì chị thấy rõ là chị sẽ thấy thị trường này rất là tiêu cực, thị trường này rất là xấu, thị trường này nó làm sao, nó rất là không ok, nhưng anh chị phải lưu ý một điều là gì, về bản chất nha, những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu không phải cái cổ phiếu có dòng tiền ở trong đây, không phải là cái cổ phiếu bền vững trên thị trường và không phải là cổ phiếu có sự gì đồng thuận cao. Ví dụ anh chị coi cái mục so sánh và index mà cho chị mình coi nè, đây là cổ phiếu DIT đúng không anh chị, thấy cái đây là cổ phiếu DIT đi, thì rõ ràng từ trên xuống dưới cổ phiếu này vẫn làm gì, cổ phiếu này vẫn đang rơi. Và khi thị trường chúng ta lên vượt đỉnh, đây là cái đỉnh này đúng không, là đỉnh 1280, thì khi thị trường chúng ta lên đỉnh thì nó cổ phiếu này nằm đây, khi thị trường chúng ta rớt xuống cổ phiếu này sao, rớt từ đây đi từ đấy nè đúng không, đi từ đấy lên thì đi từ đấy lên, nhưng mà rớt xuống thì sao, thị trường mình rớt có phần nửa thôi, thì cổ phiếu này rớt về đáy cũ, thậm chí có lúc lũng đáy cũ. Tiếp tục khi thị trường mình hồi lên và vượt đỉnh đúng không, thì cổ phiếu này chỉ hồi lên được 1/2. Vậy bây giờ thị trường vừa rớt nhẹ, cái cổ phiếu này lại về đáy cũ, tức là gì, tức là thị trường chúng ta đang nằm ở đỉnh còn cổ phiếu này đang nằm ở dưới đáy. Vậy có phải khi chúng ta cầm những con này nè, thì chúng ta sẽ thấy được là ôi thị trường này xấu quá trời xấu luôn, thị trường này nó không ok, thị trường này nó sao, nó nát quá trời nát luôn, thị trường này nó lua ga. Thật ra là do chúng ta xác định sai cái gì, xác định sai cái dòng tiền, xác định sai các cái nơi mà cái tổ chức á, cá mập và lái nó ở. Thì khi chúng ta ở sai nơi thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy nó tiêu cực, chúng ta sẽ thấy nó xấu và chúng ta sẽ bị lỗ, đúng không anh chị, chúng ta sẽ dễ bị lỗ hơn. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên quan tâm với anh chị, là thị trường này sập thật rồi không, không, thị trường này không hề sập. Và thị trường này nói chung á nha, nếu mà theo mình suy luận á nha, nếu mình theo mình suy luận ngược á nha, thì chỗ này thật ra đây là những cái phiên nó không hề xấu. Vì sao? Cứ kéo lên bán xuống thì nó lại ok hơn là cái việc nó rút chân lên ở đây. Và giải thích với anh chị đơn giản thôi, đó là khi nó kéo lên và nó bán xuống như thế này nè, thì nó tạo ra trong cái tâm thức, cái tiềm thức của chúng ta là cứ nó kéo lên đúng không, cứ nó kéo lên thì nó sẽ rớt xuống. Vậy có phải chúng ta sẽ ưu tiên đi bán cổ phiếu ra hơn đúng không? Nhưng mà chúng ta quên một điều là gì, là cái thị trường này nè, nó được cấu thành từ 1.000, 2.000, 3.000 cổ phiếu bên trong đó. Và khi nó cấu thành từ nhiều cổ phiếu như vậy thì nó chỉ làm gì, nó chỉ đang đạp ở những cái con nó không hề có dòng tiền thôi. Những cái con gì, như nãy qua nói với anh chị là bất động sản đó đúng không, là những cái con không có dòng tiền, hoặc là những cái con tiền đã bị rút ra, hay là những cái con gì chỉ đang hồi xích sắc theo cái nhịp downtrend của nó, và nó đang trong cái cố quá trình cố gắng tạo đáy của nó thôi, chứ nó không hề làm gì, chứ nó không hề bán ở những con khác đúng không. Thì nhưng mà chúng ta làm gì, chúng ta tập trung quá vào cái thị trường, chúng ta nhìn vào chúng ta cứ thấy là ôi ở chỗ này nó lên rồi nó bán, lên rồi nó bán, và nó đang là 1.300, quá cẩn thận đúng không, thì chúng ta bán ra đúng không. Thì khi chúng ta bán có phải vô tình chúng ta sẽ hạ tỷ trọng các cổ phiếu xuống, và khi chúng ta hạ tỷ trọng xuống thì sao, thì chúng ta sẽ hạ đều, hoặc là chúng ta sẽ bán hết, chúng ta sẽ cầm tiền, và khi các cổ phiếu khác nó kéo lên thì anh chị sẽ không dám đầu tư. Và quan trọng một điều đó là gì, thị trường chưa vượt 1.300, nhưng rất nhiều cổ phiếu đó đã vượt 1.300. Thì cái ý này qua sẽ nói sao, qua sẽ nói là cái ý gì, cái ý tạo râu mà nó tăng nè. Thì chị mình coi vào cổ phiếu MBB đi, anh chị nhìn vào MBB anh chị thấy nè, rõ ràng cổ phiếu này liên tục tạo những cái nến bán mạnh xuống. Ủa nó có rơi không anh chị, nó không hề rơi, tạo nến bán mạnh xuống nó có rơi không anh chị, đây là những cái cây nến bán mạnh xuống đúng không. Ủa vậy mà nó vẫn tăng đúng không. Tiếp tục anh chị nhìn ở quá khứ, ở đây nó cũng có cái giai đoạn nó giống vậy nè, anh chị nhìn vào cái chỗ này đi anh chị thấy nè, đây có phải là những cây bán háo xuống ngược không anh chị, nè bán háo xuống ngược nè chứ không, cứ kéo lên là không biết có ông nào đó cứ bán xuống đúng không. Thì đó là gì, đó là do chúng ta sợ, chúng ta nghĩ là cổ phiếu này nó lên tới đây là nó toan rồi, lên tới đây là nó chạm kháng cự đỉnh rồi đúng không, là nó không ok, thì chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta xả ra, chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta làm gì, chúng ta hốt hàng ra, và khi nó kéo lên chúng ta có lời. Và chúng ta bị cái mindset ở trong cái gì, tư duy đó là thị trường này tới đây nó sẽ sập, thị trường này tới đây nó sẽ rớt, thì liên tục nó làm như vậy để chi, để chúng ta hốt hàng. Và khi chúng ta hốt hàng xong thì sao, ủa thì nó kéo tiếp đúng không anh chị. Thì cái đó là cái điểm khi cổ phiếu nó làm gì, khi cổ phiếu nó tạo những cái cây nến bán xuống thì nó cũng chưa hẳn nó là xấu, nó chưa hẳn nó là xấu, mà đó là cái gì, đó là cái việc nó cố ý nó rũ bỏ ở giá cao. Nhưng ngược lại nếu anh chị mình để nha, đây là rút chân, đây là rút chân, đây là rút chân đúng không, đây là rút chân, thì rút chân xong anh chị thấy nó điều gì, nó đều có những pha đạp. Tại sao rút chân thì nó lại đạp đúng không, tại sao rút chân thì nó lại đạp, mà tại sao bán xuống thì nó lại lên đúng không? Đó là cái gì, cái nghịch lý của trên cái thị trường. Và nếu anh chị mình để ý á, anh chị sẽ thấy được những cái điểm đó rất là nhiều trong cái quá trình mà thị trường mình nó đi lên. Vì sao, vì nó phải làm như vậy thì nhà đầu tư chúng ta mới nghi ngờ, nó phải làm như vậy thì nhà đầu tư chúng ta mới gì, chúng ta mới sợ. Nên nó đang quan kết luận với anh chị là gì, sập thật rồi. Thật ra là không, chúng ta phải nhìn vào gì, chúng ta phải nhìn vào leader, chúng ta phải nhìn vào những cái con đứng đầu thị trường. Thì những con đó sập thì ok, thị trường này sập và kết thúc chu kỳ. Nhưng nếu những con đó vẫn ok, những con đó vẫn bình thường nè, nhưng mà BS nào ví dụ anh chị á, những con này nó vẫn bình thường thì chúng ta bán ra, chúng ta đứng ngoài, chúng ta cầm tiền, thì đương nhiên chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta mất cái gì,
chúng ta mất cái cơ hội đầu tư, chúng ta mất cái giai đoạn gì kiếm tiền nè. Chị thấy MBS khúc này không? Chị thấy con MBS khúc này không? Chị thấy liên tục bị bán xuống tạo nấm mồ nè nhá. Nếu mà chị sợ chị bán ra, rõ ràng là chị mất một cái khoản lợi nhuận của nó, thì với chị từ đây lên đây thôi sương sương nha, cũng 35% đúng không? Đúng là liên tục ngày nào bán, ngày nào lên cũng bán mà nó vẫn tăng đúng không? Nên ra đó là cái điểm đầu tiên qua chia sẻ với anh chị về cái việc tạo ở đây, thì chúng ta không cần quan tâm nó quá nhiều, miễn cái cổ phiếu anh chị đang giữ nó có vấn đề anh chị xử lý. Còn nếu nó không có vấn đề, giá vốn anh chị tốt, hàng đầu tư anh chị ok, anh chị cứ nắm giữ và anh chị gồng lãi bình thường thôi. Gồng lãi xong thì nó mới có được những cái giai đoạn phía sau, có được những cái nhịp đi lên. Còn khi nào nó đi lên, khi nào nó vượt được không cần quan tâm. Đó, không cần quan tâm, mình quan tâm là gì? Là cái cổ phiếu mình ok hay không. Lưu ý nha. Rồi đó là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai, có nên bán sạch cổ phiếu hay không? Thì qua nói với anh chị nha, nếu anh chị bán sạch cổ phiếu mà cổ phiếu anh chị không rơi, vậy thì nếu nó tăng tiếp anh chị mình có mua lại hay không? À, nếu nó tăng tiếp anh chị mình có mua lại hay không? Ví dụ qua nói với anh chị nha, anh chị bên mình đang cầm con MBB đi, anh chị đang cầm MBB, giá vốn anh chị nằm dưới đây, đúng không? Giá vốn anh chị nằm dưới đây, anh chị đang lời bình thường 4-500. Thì bây giờ nếu anh chị mình bán sạch con MBB mà ví dụ nha nó không rơi, ví dụ hôm nay thị trường xấu như vậy mà nó không rơi, ngày mai nó bò lên đây lại anh chị mình có mua lại không? Đúng không? Nó bò lên đây lại anh chị mình có mua lại không? Giả sử như nó không rơi luôn mà nó kéo hẳn lên nữa thì sao? Nó kéo hẳn lên nữa, lúc đó anh chị có đi mua trên đây không? Nó thì khi chúng ta bán sạch cổ phiếu ra, chúng ta sẽ mất cái gì? Cái vị thế giá rất tốt. Ví dụ những cái con này thì giá vốn nó gần đây, hai chỗ này nó gần đúng không? Nhưng ví dụ anh chị mình đang cầm con MSB đi, anh chị có cái giá vốn bình quang, hệ thống bình quang giá vốn là nằm ở khúc về đây, khúc về ngay chỗ này từ đây qua đây nè, đúng không? Thì chúng ta nằm giá vốn rất là hấp. Thì khi chúng ta nằm giá vốn hấp, chúng ta đi bán sạch cổ phiếu ra, thì lúc mà nó gì, nó rớt xuống xong nó tăng lại, chúng ta lao và chúng ta đua lệnh. Và khi chúng ta đua lệnh, chúng ta có cổ phiếu ở bên trong tài khoản không? Chúng ta không có cổ phiếu bên trong tài khoản, thì khi chúng ta mua lại chúng ta phải mua full. Và khi chúng ta mua full thì sao? Có phải là khi đó nó đạp một cái là chúng ta lỗ full không? Lỗ full một cục tiền, lỗ full một cục rất lớn. Và bây giờ có nhiều anh chị cũng đang bị cái tình trạng đó đó. Đó là lúc trước mình có lời rất lớn, nhưng mà mình mua bán ra mình mua lại, bán ra mình mua lại, mà mình bán hết mình mua lại, bán hết mình mua lại, thì mình lỗi bông cái mình lỗ 5%, 7% là lỗ một cục lớn rất lớn đúng không anh chị? Nó anh ra có bên bán hết sạch tài khoản không? Quan thì với hệ thống bên Quan thì đó, bán thì chị phải áp dụng cái chiến lược. Đó là chiến lược gì? Đó là chiến lược tỉa cỏ trồng hoa. À, tỉa cỏ trồng hoa mình chia sẻ với anh chị ở đây nè. Thì con cổ phiếu nào yếu, con cổ phiếu nào không ok thì tranh thủ mà chạy đi, tranh thủ mà hót sớm để chi? Để chị đưa cái dòng tiền anh chị qua những cái cổ phiếu tốt hơn. Và nói thiệt với anh chị, bên Quan cũng có phải bán con này lỗ 1% nè. Đó là cái con Hà Đô, khi mình mua nó chỗ này nè, mình mua nó bên đây, xong nó bùng nổ lên không ok thì cái cây này rớt xuống nè. Thì trong cái nhịp hồi lên đây nè, bên mình hốt ra. Tại vì sao mình thấy nó không ok, nó gãy rồi nè anh chị không? Nó gãy rồi thì mình sẽ chủ động mình hốt hàng, mình sẽ chủ động mình gì? Tỉa cỏ trồng hoa, mình sẽ bán những cái con không ok đi. Đi siêu nè anh chị không? Đi siêu nè, hôm nay giảm tiếp rồi đúng không? Thì hôm bữa là cái cây là cái trend nè anh chị không? Thì cái cây này nè là cái cây trong buổi sáng qua thấy là buổi trước nó không có dòng tiền, thì buổi sáng hôm đó bên mình hót hàng ngay chỗ này, hót xong bây giờ anh chị nó rớt xuống đây đúng không? Thì đơn giản thôi, đó là chúng ta xác định coi cái cổ phiếu này nó có ok hay không. Nó không ok chúng ta chủ động chúng ta tỉa ra. Ví dụ bất động sản con đất xanh này đi, bên mình mua nó đây, lên đây mình bán ở chỗ này nè, bán ở chỗ này là bên mình lời được khoảng là 4-7%, mình bán ở chỗ này mình chốt lời nè. Thì lúc đó sao? Thì mình cũng thấy nó không ok thì mình chủ động làm gì? Mình tỉa cỏ, mình trồng hoa, mình tỉa đi những cái cổ phiếu không ok trong danh mục. Thì một hai con nào đó không ok thì chúng ta sẽ bán đi, chứ không phải là gì, chứ không phải là chúng ta bán sạch cổ phiếu. Vì khi chúng ta bán sạch thì cổ phiếu nó không rơi, đúng không? Khi chúng ta bán sạch thì cổ phiếu nó không ra gì, không bị rớt quá mạnh. Ví dụ chị thấy con đất xanh không, hôm nay anh chị chịu không nổi chị bán sạch nó đi đúng không? Tức là bán thì bán sớm, không thì thôi đừng có bán. Thì khi mà anh chị bán ở đây xong mình, chị bán xong sao cổ phiếu nó không rớt đúng không? Và chị hiện thực hóa cái cục lỗ 98-9% anh chị ra, thì có phải làm như vậy vài vòng là chị hết vốn không? Và khi chúng ta còn làm gì nữa, chúng ta còn bị lỗ nặng nữa, chứ không phải là ở đây chúng ta đang có lời. Và khi anh chị mình đang có lời lớn như thế này, ví dụ là hệ thống minh quan đi, thì chị mình đang có lời như thế này nè, anh chị bán hết ra, anh chị cầm một cái cục tiền nguyên si, anh chị vào anh chị mua, thì chị có chắc cái điểm mua của anh chị có lời hay không? Lỡ cái điểm mua anh chị không có lời mà nó lại dính tiếp tục giống như con đất xanh này thì sao? Giống như đất xanh này thì sao? Ví dụ anh chị kẹt vào con DBG đi, Đạt Phương này nhá không? Thì có phải lúc đó anh chị mình sẽ làm gì? Anh chị mình sẽ càng bị lỗ hơn. Đó là gọi là lỗ kép đúng không anh chị? Lỗ kép và lỗ rất là nặng. Lỗ rất là gì? Rất là lớn. Trong khi rõ ràng chúng ta đơn giản, chúng ta đang có lãi tốt không? Cổ phiếu chúng ta đang ok, chúng ta đã xác định nó đã vào sóng, chúng ta xác định dòng tiền tổ chức và cái mặt đang nằm trong đây. Ủa thì đơn giản chúng ta cứ giữ thôi đúng không? Chúng ta cứ giữ thôi, hết thì chúng ta chốt lời ít, không thì thôi, chứ đừng có bán hết. Thì cái đó là cái Quan hay chia sẻ với anh chị trong là như là một tuần gần đây đúng không? Một tuần gần đây mình liên tục nói với anh chị vì cái vấn đề này là hai cái vấn đề đầu tiên mà mình phải chị suy luận với anh chị một trước một cái nha. Rồi tiếp tục cái phần kế tiếp là cũng là cái nội dung chính của ngày hôm nay. Vì sao đầu tư luôn luôn thua lỗ ở bao nhiêu?
hối lộ 1.300 đúng không? Từ lên 1.300 là hối lộ lớn. Cứ luôn luôn hối lộ, vì sao anh chị biết không? Vì đơn giản thôi, đó là chúng ta không có một cái chiến lược đầu tư, chúng ta không có một cái phương pháp đầu tư ok trên thị trường. Là đây là cách để hot ra, thì qua sẽ nói luôn qua hai tắc thôi, hai cái này nha. Đây là gì? Luôn luôn chúng ta phải có cái kế hoạch vào cái chiến lược đầu tư trên thị trường. Nếu chúng ta không có kế hoạch, không có chiến lược đầu tư thì thật sự anh chị đầu tư, nói thiệt với anh chị là anh chị vẫn luôn lỗ thôi. Bây giờ lỗ, ngày mai lỗ, ngày mốt lỗ, và lâu lâu anh chị mới ăn được một lần, nhưng ăn một lần rồi chị sẽ lỗ tiếp, ăn một lần rồi chị sẽ lỗ tiếp. Vì sao? Vì chúng ta có coi phim không? Anh chị mình coi phim anh chị sẽ biết đó là lưu bị. Thì sao phải có gia cát lượng đúng không? Vạch ra những cái kế hoạch, vạch ra những cái chiến lược đúng không? Chiến lược đi quân sự đâu đó, chiến tranh. Thì rõ ràng ông Lưu Bị lúc đó mới xây đưa ra được gì? Nhà Hục Hán. Còn lại gì? Còn lại khi mà chưa có cái ông Lưu Bị này, coi có ông gia cát lượng này sao? Thì Lưu Bị toàn hô không? Hô quá trời hô luôn. Chỉ có đánh đâu là bại đó đúng không? Đánh đâu là bại đó. Nhưng mà khi có Khổng Minh vào thì đảm bảo là gì, lúc nào cũng hắn, lúc nào cũng hắn. Những cái lúc mà cãi Khổng Minh thì sao, thì là ổng hùa đúng không? Thì đó là cái này mình coi Tam Quốc thì chị đã thấy rồi. Thì trong chứng khoán nó cũng như vậy đó, trong chứng khoán cũng như vậy. Thì chúng ta đầu tư á, chúng ta phải có kế hoạch. Khi mà chúng ta làm gì, chúng ta ra một cái quán cà phê đúng không, chúng ta bán một cái gì đó, thì chúng ta có phải, chúng ta cũng phải lên cái kế hoạch là chúng ta phải mua nhập đồ như thế nào, tính toán hưu chi như thế nào, địa điểm như thế nào, nhân sự như thế nào, đúng không? Những cái việc gì, nói chung là sổ sách như thế nào, là luôn luôn phải có kế hoạch để sắp xếp những cái đó cho nó ok, cho nó hiệu quả, đúng không? Thì đó là ở ngoài cuộc sống chúng ta, những cái điều mà chúng ta thấy được đều sẽ có kế hoạch. Thì trong chứng khoán chúng ta gọi chữ đó là gì? Hay là chiến lược, đúng không? Thì chúng ta phải có những cái đó thì anh chị mình đầu tư, anh chị mình mới không bị lỗ. Ví dụ hệ thống anh qua nói với anh chị nha, ở những cái khúc này nè, ví dụ những cái khúc này nè, khi thị trường lên quá cao, rất nhiều anh chị mình muốn đầu tư, rất nhiều anh chị mình muốn vào, thì qua nói với anh chị ok, anh chị muốn đầu tư thì chúng ta hãy đầu tư bằng các cổ phiếu ngân hàng. Các cổ phiếu gì? Bằng các cổ phiếu blue chip. Thì lúc đó dù thị trường nếu là xuôi chẳng may ngay đây nè mà nó sập xuống thì anh chị mình cũng không lỗ và anh chị mình bao lời, đúng không? Nhưng mà khi thị trường mình tăng lên thì nó sẽ kéo blue chip, nó sẽ kéo ngân hàng để vượt đỉnh. Đó là cái khúc đó và nói với anh chị như vậy là gì? Là chiến lược chọn các cổ phiếu blue chip, các cổ phiếu ngân hàng để chúng ta đầu tư. Và lúc đó thị trường mình đúng thiệt nó chẳng may nó sập thiệt thì các cổ phiếu của chúng ta không hề rơi, đúng không? Các cổ phiếu chúng ta không hề giảm. Ví dụ cái giai đoạn này nè, thì bên mình chọn cho nhà đầu tư mình vào, ví dụ con BID mình chọn vào ngay chỗ này nè, đúng không? Thì lúc đó nó kéo lên và nó rớt xuống, bên mình không hề lỗ và cổ phiếu rớt rất nhẹ nhàng, đúng không? Đây là trường hợp cổ phiếu này nó rớt. À, ví dụ những cổ phiếu khác thì gần như không rớt. Để qua cho chị mình coi nè, MWG hôm nay quan bán rồi, hôm nay do nó gãy trend thì bên mình bán, nhưng mà lúc đó bên mình mua nó MWG ở đây nè anh chị, mình mua nó ở đây nè, thì lúc đó lên trên cao thì cổ phiếu này nó bào xuống, bên mình cũng không hề có một khoản lỗ nào luôn, không lỗ một miếng nào luôn. Tiếp tục chúng ta nói cổ phiếu gì? Tiếp tục chúng ta nói cổ phiếu MSB nè. Thì lúc đó bên Quang mua con MSB ở đâu? Quang mua con MSB dưới đây nè, mua ngay chỗ này nè, mua ngay đây nè. Thậm chí là khi thị trường giảm bên mình vẫn có lời, sau đó nó rớt xuống bên mình vẫn lời ok, đúng không? Khi thị trường ok nổ luôn đó. Thì đó là những cái lúc mà thị trường mình trong cái đợt trước, là trong cái đợt tháng 8, là chiến lược là gì? Là đầu tư các cổ phiếu blue chip, các cổ phiếu ngân hàng. Và khi chúng ta đầu tư như vậy chúng ta không lỗ. Nhưng nếu chúng ta đầu tư bất động sản trong khúc đó thì chúng ta lỗ cổ đất xanh ngay khúc này nè. Anh chị đo thử từ đây xuống đây chị lỗ bao nhiêu trăm? Anh chị mình lỗ 11%, đúng không? Anh chị mình lỗ 11% trong cái đoạn ngay đây. Tiếp tục anh chị thấy con Phát Đạt đi, anh chị thấy cũng y hệt thôi, không khác miếng nào đâu. Phát Đạt ngay đây chỗ này anh chị lỗ bao nhiêu trăm? Phát Đạt chỗ này anh chị lỗ là 8-900. Anh chị đầu tư con đít khúc này anh chị lỗ bao nhiêu? Đầu tư con đít khúc này anh chị lỗ là, đây đâu cho anh chị mình coi nha, 15%, đúng không? Tức là gì? Tức là trong cái giai đoạn á, nên chúng ta xác định đúng cái chiến lược, chúng ta xác định đúng cái vùng đây đó thì chúng ta đầu tư chúng ta sẽ không có lỗ, đúng không? Chúng ta sẽ rất khó bị lỗ. Và khi thị trường nó ok chúng ta sẽ lời. Vì anh chị phải hiểu một điều đó là gì? Đó là khi chúng ta đầu tư trên thị trường thì cái vùng nào của cổ phiếu và thị trường á thì là tất cả nhà đầu tư như nhau, đúng không? Tất cả nhà đầu tư là như nhau. Ví dụ hôm nay chị thấy cổ phiếu nó giảm nè, thật ra theo anh chị thì tài khoản bên Quang cũng có bị giảm không? Cũng bị giảm bình thường nhưng không có lỗ, đúng không? Vẫn bị giảm bình thường nhưng không lỗ. Vì sao? Vì cái cổ phiếu mình không giảm mạnh bằng những cổ phiếu khác. Khi người ta lỗ 3-400, giảm 3-400 trong ngày hôm nay thì cổ phiếu bên mình chỉ giảm nhẹ có 0.mấy% thôi, đúng không? Thì đó là gì? Đó là cái chiến lược để chi? Để chúng ta là người lỗ ít nhất và chúng ta sẽ là lời người gì? Lời nhiều nhất, chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì chúng ta phải xác định rõ là gì? Cái nguyên tắc cơ bản nha, đó là tư duy đầu tư. Đó, chúng ta phải có cái tư duy đầu tư là gì? Là cái thị trường này nè, Quang hay nói với anh chị là gì? Là đầu tư là một quá trình chứ không phải đầu tư là một ngày, không phải đầu tư là ba chữ cái, đúng không? Không phải đầu tư là ba chữ cái. Vì sao? Vì ba chữ cái nó chỉ có giá trị trong cái lúc đó thôi, con này mua được không, con kia mua được không, nhưng mà nó là quá trình anh chị nắm giữ. Vì khi anh chị mua, anh chị enter mua, anh chị chỉ enter trong có 30 giây thôi, thậm chí là 15 giây, thậm chí là 10 giây thôi là chị mua xong là xong.
ba chữ cái đó là kết thúc. Nhưng mà khi anh chị nắm giữ cổ phiếu, nó phải qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, đúng không? Chứ đâu thể nào đầu tư là vừa mua xong bán ra, vừa mua xong bán ra là liên tục cực như vậy. Anh chị thấy anh chị cực càng nhiều thì luôn luôn sẽ có một lúc nào đó chúng ta cực thua, lúc nào đó chúng ta sai rồi chúng ta dính vào những cái trạng thái thua lỗ lớn, đúng không? Làm sao mà đầu tư cứ mua là hắn, mua là hắn, mua là hắn, không ai trên thị trường này mua là hắn, mua là hắn mà mua liên tục, là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tận dụng quá nhiều cái độ may mắn của mình, và may mắn thì lúc nào cũng sẽ có lúc là thất bại, đúng không? Và thất bại cái là lại lỗ xong là dính vào gì? Dính vào lòng lặp, đúng không? Thì chúng ta phải có cái tư duy là gì? Là thị trường đầu tư là đầu tư là một quá trình, đầu tư là việc gì? Đầu tư là việc kiếm tiền trong nó, trong cái quá trình chúng ta suy luận, chúng ta suy diễn nó hàng ngày coi cổ phiếu mình nó ok không? Cổ phiếu này ok, chúng ta sẽ mua tại những cái vùng giá hấp, những cái cổ phiếu đó nó được hưởng lợi từ cái gì đó, hay là cổ phiếu đó nó có tổ chức, nó có cá mập, nó có cái gì đó trong đó, thì chúng ta vào, chúng ta giữ ở những cái giá hấp và chúng ta chờ đợi, và khi nó vi phạm thì chúng ta bán, còn nó không vi phạm thì sao? Chúng ta giữ bình thường thôi, đúng không? Khi nó lên tới cái vùng cao nào đó thì sao? Thì chúng ta ngồi chờ, không có hàng thì thôi chúng ta ngồi chờ. Thì rất là nhiều cái vấn đề tư duy mà Quang chia sẻ với anh chị trước đó. Và khi chúng ta làm được những cái tư duy đó trước á, và chúng ta làm được tốt từ bên dưới nè, từ bên dưới nè, giống như danh mục bên Quang chia sẻ, ngày nào cũng cho anh chị mình coi, đúng không? Ngày nào cũng cho anh chị mình coi thế này. Thì khi chúng ta làm được cái đó từ trước thì sao? Thì sau này á, khi chúng ta lên những cái vùng cao, chúng ta chỉ đơn giản chúng ta ngồi đó cũng chơi. Chúng ta ngồi đó chúng ta cầm lãi, chúng ta ngồi đó chúng ta gì nhịp chân khi người ta phải hoảng loạn, khi người ta phải bán háo, khi người ta không biết phải mua con gì ở những phiên trước, đúng không? Hay là người ta bán háo trong những phiên gần đây, thì chúng ta chỉ có ngồi im như vậy thôi. Chúng ta chỉ có ngồi im như vậy thôi và chúng ta gồng lãi và chúng ta cũng không lỗ. Ví dụ bây giờ chúng ta cầm full tiền ra đi, chúng ta bán hết cái cục này ra đi, thì có phải những phiên này chúng ta phải nhức đầu là chúng ta mua lại con gì cho nó ok? Trong khi cái con mà cần mua, ví dụ chị thấy có TB không? Cần mua con này, đúng không? Nó không rơi, nó không giảm, đúng không? Nó không giảm, chẳng lẽ mua trên đây đu đúng định, đúng không? Cho anh chị thấy con Techcombank nè, kéo rất mạnh lên thấy nó ngon, lô vào mua cái sao? Nãy giảm liền. Nó vì sao? Vì chúng ta mua quá cao, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta có sẵn những cái con này, không con này con kia ở bên dưới, thì rõ ràng hôm nay chúng ta chỉ có việc ngồi im mà chúng ta nhịp chân thôi. Ví dụ chị thấy con MBS đó, ngồi chờ nó giảm nha, qua ngồi qua chờ nó giảm để báo anh chị mình mua nha. Nó không giảm, nó vẫn nằm ở trên cái vùng đỉnh này thì gần như chúng ta không thể mua, đúng không? Nhưng mà nếu gì chúng ta lao vào có khi nó lại sập, đúng không? Nó lại sập và chúng ta lại lỗ, thì chúng ta phải thiết lập từ trước là chúng ta phải có hàng đó từ trước, khi dòng tiền vào, khi mọi thứ dòng tiền, những cái gì yếu tố nó vào trước bên dưới, những yếu tố có lợi của nó mà Quang chia sẻ với anh chị trên mỗi buổi livestream nè, trên mỗi bản tin tối nè, thì chúng ta đã biết trước những cái điều đó, chúng ta thiết lập trước, chúng ta vào, chúng ta gom hàng khi người khác gì, người khác chán, người khác bán háo, thì bây giờ lên đây chúng ta hưởng thụ cái thành quả đó. Thì cái đó là cái tư duy đầu tư và phải được thiết lập liên tục một quá trình từ trái qua phải. Lưu ý nha, từ trái qua phải là từ gì? Từ hiện tại đến tương lai, từ hiện tại đến tương lai, từ hiện tại tới tương lai, lúc nào cũng như vậy anh chị. Thì nếu anh chị có được cái này là ít nhất anh chị đã hơn người khác được 30% trong việc là đầu tư không bị lộ nha. Rồi tiếp tục chúng ta phải có cái ý thứ hai trong cái chiến lược này, đó là gì? Đó là chúng ta phải hiểu về cái tình trạng thực tế của cái thị trường, tình trạng thực tế của cái cổ phiếu ở từng giai đoạn của nó. Và thường thường thì ở đây Quang hay chia sẻ với anh chị ở trên livestream á, hay là ở trên bản tin, thì chúng ta sẽ có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là yếu tố dòng tiền cá mập. Yếu tố thứ nhất nha là yếu tố dòng tiền cá mập bên trong cái cổ phiếu đó. Thì cái cổ phiếu đó là nó có dòng tiền hay không thì nó sẽ quyết định bởi những cái gì bằng mắt thường ta thấy, đó là dòng tiền mua lớn. Ví dụ chị thấy CTG, những cái cây mua rất lớn, cây mua rất lớn và giá nó hướng lên, thì đây được gọi là gì? Đây được gọi là cá mập đang tồn tại trong đây, cá mập đang trú ẩn trong đây, và cá mập nó đổ hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ vào nó mua. Thì khi chúng ta xác định được cái yếu tố này thì chúng ta sẽ biết được à, nó đang ở trong đây. Vậy khi sập, nó có bắn vào chân nó không? Nó có lấy đá nó đập vào chân nó không? Đương nhiên là không, đúng không? Xác suất để nó sập con này mạnh sẽ là không cao. Nó sẽ ưu tiên nó sập con gì? Nó sẽ ưu tiên nó sập những cái con không có dòng tiền, hoặc là những cái con đang xấu, những cái con đang gì? Những cái con đang không ok mà nó đang giữ không nhiều, hoặc là nó không hề giữ. Ví dụ chị thấy con đất xanh đi, con DG chứ, anh chị thấy con DG không? Anh chị nhìn từ trên xuống đây thì anh chị thấy là cái chỗ mà nó mua nhiều là ở đâu? Chỉ có cái khúc ngay đây thôi, đúng không? Chỉ khúc ngay đây là có những cái cây thanh khoản tương đối to, nhưng qua bên đây chị thấy có những cái pha bán rất là lớn, đúng không? Pha bán rất là lớn, tính ra cây bán này nè nó còn to hơn cả cây mua, đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn vào bằng mắt thường ta thấy từ nguyên cái khúc này nè, thì lượng tiền nó đổ vào cổ phiếu này không hề nhiều. Thì khi nó đổ vào không hề nhiều thì cái xác suất nó rất ngược là cao hay hấp anh chị, là rất là cao, đúng không? Rất là lớn, chứ nó không hề hấp, đúng không? Nó không hề hấp. Và hơn nữa là nếu chúng ta còn xét thêm cái việc đó là MA 200 và MA 100, thì khi cổ phiếu đi dưới hai cái đường này, qua hay nói với anh chị đó là cổ phiếu downtrend. Và khi cổ phiếu trong xu thế downtrend thì sao? Thì nó sẽ hay bị rớt, nó sẽ hay bị đạp, nó sẽ hay không ok.
vì nó đang ở trong xu thế mà nó rớt, nó không có lành mạnh. Ví dụ chị thấy con HTN đi, chị thấy con HTN nè, một cổ phiếu hồi xưa cũng là đình đám đúng không, Hưng Thịnh đó, chị thấy là từ trên xuống dưới nó vẫn rơi, và từ trên xuống dưới toàn là phiên bán hoặc là không hề thấy cái thanh khoản tham gia, và khi không có thanh khoản tham gia thì rõ ràng cổ phiếu nó vẫn rơi, tức là cái mặt không có ở trong đây, dòng tiền tổ chức không có ở trong đây. Và nếu chúng ta chọn những cái con này, chúng ta rõ ràng chúng ta đầu tư là chúng ta bao lỗ, đúng không? Hay là chị thấy con Novaland nè, nó vẫn liều nè, cái con nó vẫn liều nè, chị thấy không? Từ trên xuống đây nó không hề có dòng tiền, nó không hề có gì cả. Và nếu chúng ta xét về cái mặt tin tức nha, đây mở cho anh chị mình coi cổ phiếu Novaland. Anh chị mở ra cho anh chị mình coi cổ phiếu Novaland nè, anh chị mình vào một cổ đông đi, anh chị mình vào một giao dịch đi, chị thấy nè. Gần đây nhất nha, thì Nova Group có đăng ký mua vào bao nhiêu? Đăng ký mua vào là 41.000 cổ phiếu. Nhưng anh chị nhìn những cái giai đoạn trước đi. Anh chị nhìn nè. Ví dụ giai đoạn là từ ngày 27 tháng 8 tới ngày 6 tháng 9, Nova Group đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu. Từ ngày 18 tháng 7 tới ngày 26 tháng 7 chứ, là đăng ký bán 2 triệu và đăng ký dài dài. Chị thấy không? Chị thấy không? Đăng ký dài dài không? Đăng ký quá trời đăng ký luôn, mà đa phần là Nova Group đăng ký không. Thì câu hỏi đặt ra qua nói với anh chị nha. Nè đây có cục rề đăng ký 12 triệu cổ phiếu bán ra là khớp lệnh hết luôn nè anh chị thấy không? Thì câu hỏi đặt ra thôi, chính cái công ty cổ phần Nova Group nó còn đang hót khỏi cái công ty gì? Công ty tập đoàn địa ốc Nova NVL đúng không? Tức là bản thân nó còn đang đăng ký hót ra khỏi nó luôn. Bản thân nó còn đang đăng ký hót ra khỏi nó luôn. Thì chúng ta vào trong đây, chúng ta nghĩ có dòng tiền tổ chức trong đây không? Tự nhiên tổ chức nó ở trong đây đúng không anh chị? Thì nếu không ở trong đây thì chúng ta đầu tư có phải chúng ta chỉ có lỗ không? Chỉ có lỗ, lỗ và lỗ. Và khi chúng ta xác định được cái gì? Dòng tiền cá mập thì chúng ta sẽ không bị điều đó. Nếu chúng ta không bị điều đó và chúng ta đầu tư theo cái cá mập á, thì cá mập chẳng lẽ nó bắn vào chân? Thì đó, chúng ta chỉ có gì? Từ hòa tới lãi và lãi hơn, chứ không thể nào bị lỗ đúng không? Và cái thực tế kế tiếp là gì? Thực tế kế tiếp là một cái mà chia sẻ với anh chị chắc cũng là nhiều lắm rồi, đó là cái RSI quá nhiệt nè, thấy không? RSI quá nhiệt thì cho anh chị mình coi là video này, nhận diện đỉnh đáy đơn giản với chị báo RSI. 42.000 người coi, anh chị mình chưa coi lại, coi một tháng trước chứ quan. Thì khi chúng ta nhìn vào cái gì, cái chỉ số RSI á, thì chúng ta đều biết là thị trường mình giai đoạn ở trên cái khúc ngay đây nè, thì RSI nó lên rất là cao. Quan cảnh báo anh chị rồi, đúng không? Cảnh báo anh chị rất rất là cụ thể luôn. Đây, mở cho anh chị mình coi, đây là Facebook bên mình nha, Facebook cá nhân của quan. Và mở cho anh chị mình coi đây, đây là khoe lãi với anh chị mấy bữa trước khi mình lời lớn và mình nói với anh chị là canh chốt lãi đó. Thì đây, mình sẽ kéo xuống cho anh chị mình coi. Đây, kéo xuống. Rõ hôm nay thì chủ yếu là nói với anh chị về những cái vấn đề này thôi, để chúng ta rút kinh nghiệm, chứ thật ra chúng ta sẽ không thể có những cái gì đó khác được, vì chúng ta phải xử lý từ trước nè, anh chị không? Đây là cách đây là bao nhiêu? 2 ngày trước nè. Và nói với anh chị là RSI đã lên quá nhiệt, RSI của cái phái sinh này lên 74 là rất là cao rồi. Anh chị hãy cẩn thận trong cái việc là gì, mua mới và liệu cơm gấp mắm. Và tiếp tục qua đây qua nói với anh chị về cổ phiếu MBS nè. Lúc đó nó cũng rất là cao là 76 rồi. Và tương tự rất là nhiều cổ phiếu khác đúng không? Thì khi cái RSI cao thì chúng ta phải xác định cái tình hình thực tế của nó là gì? Tình trạng thực tế của thị trường lúc này là đang rất cao. Thị trường lúc này là các cổ phiếu đang vùng rất là lớn. Thì khi vùng rất là lớn như thế này sao RSI á, thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải ưu tiên an toàn, chúng ta phải ưu tiên là gì, chậm mà chắc, không? Chúng ta phải ưu tiên là có biến là phải chạy. Vì sao? Vì nó rất cao, mà cao thì thường nó sẽ rớt, mà khi nó rớt thì chúng ta lỗ đúng không? Chúng ta lỗ nếu mà chúng ta lựa chọn sai, hoặc là chúng ta có những cái vị thế nó đã, bản chất nó đã không ok rồi, bản chất nó đã rất là cao rồi, thì chúng ta phải chủ động chúng ta xử lý sớm, tránh cái trường hợp chúng ta bị lỗ nặng. Ví dụ anh chị thấy rõ ràng con phát đạn này đúng không, nhiều anh chị thật ra có thời gian để anh chị xử lý, nhưng quan trọng là gì, anh chị mình không hình dung được là vị thế anh chị quá cao ở trên đây. Khi anh chị không hình dung được quá cao thì sao? Thì khi nó rớt á, anh chị không bán. Và khi anh chị không bán thì nó sập luôn. Thì đó là chúng ta bị lỗ đúng không? Thì đó là cái nguyên tắc cơ bản của tất cả các vòng đầu tư chúng ta đều thực hiện như vậy. Và lúc nào cũng nhắc với anh chị như vậy. Gần như video nào cũng có đúng không? Thì chúng ta xác định những cái này nè. Gần như chúng ta phải là 70-80% là chúng ta rất khó bị lỗ trên thị trường. Rất khó bị lỗ. Rất rất là khó bị lỗ luôn. Vì sao bị lỗ được? Khi mà chúng ta cứ xác định là chỗ này nó phải như thế này. Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta cứ từ từ. Sau đó chúng ta xác định tình hình thực tế, chỗ này nó đang cao hay nó đang hấp. Nếu nó đang hấp thì chúng ta cần mua, thì mua hấp bán cao đúng không? Thì đang hấp thì chúng ta mua. Nhưng nó cao thì sao? Một là tôi chốt lời, hai là tôi đi bán ra, tôi giữ hàng thôi, chứ chúng ta không mua mới. Hay chúng ta không có đi đầu cơ, chúng ta không có mạo hiểm gì cả đúng không? Hay là gì, chúng ta xét cái dòng tiền, thì cổ phiếu tôi đang cầm có dòng tiền lớn. Cổ phiếu tôi là gì? Là ngân hàng. Là những cái con này, là những con rất là mạnh trên thị trường rồi, thì chúng ta cứ nằm mạnh dạng ta giữ đúng không, chúng ta sẽ không bị gì quá nhiều. Thì đó là cái cách để cho anh chị mình thoát khỏi cái vòng lặp luôn luôn lỗ. Ví dụ như anh chị khách hàng bên Quang đi, thì bên Quang có cái khóa đào tạo cho anh chị mình về VSA chuyên sâu nè, thì anh chị mình học về cái bài dòng tiền volume này nè, cái bài dòng tiền kỹ thuật và volume này nè, anh chị sẽ thấy được cái việc là cái yếu tố dòng tiền trong cổ phiếu á, cái con nào nó mạnh, cái con nào nó yếu, cái con nào nó không có dòng tiền, cái con nào hụt dạng là nó kéo lên nó bull trap hay gì, là bài số 2 anh chị sẽ có. Hay là gì, hay là anh chị học cái bài phương pháp
là mua bán lựa chọn cổ phiếu theo sóng ngành nè. Thì nếu anh chị chọn cái bài này hay là cái lựa chọn cổ phiếu hay dòng tiền thông minh, hai cái khóa học này nè, thì chị mình coi những cái này thì chị gần như anh chị sẽ biết được là giai đoạn này chúng ta phải lựa cổ phiếu gì, và khi chúng ta lựa cổ phiếu đó thì chúng ta không có lỗ, đúng không? Thật ra ví dụ chị thấy mấy bữa gần đây Quân có cho chị mình mua con Vinamilk, mình mua nó ở chỗ này nè, thì chị thấy tại sao mình chọn mình mua con Vinamilk ở đây, vì cái con Vinamilk ở trước đó nó có cái dòng tiền vào rất lớn, anh chị thấy không? Dòng tiền vào rất là lớn, thì khi tiền vào lớn thì sao, thì nó sẽ kéo mạnh, nhưng mà nó kéo tới mức độ nào đó thì như ngân hàng á, tới một mức độ nào đó nó cũng phải bán, nhưng mà nó bán xong thì nó không hề hót dòng tiền ra, anh chị thấy không? Nó không hề hót dòng tiền ra thì chúng ta có thể xác định theo Elliott đi chẳng hạn, đây là sóng một, đây là cái vùng gì, vùng tích lũy, đây là vùng bùng nổ đi lên là sóng một, đây là sóng một, thì đây là cái nhịp gì, đây là nhịp tích lũy lại là sóng mấy, là sóng 2, nhịp rũ bỏ của cổ phiếu, nhịp gì bắt nhào tư mình hót hàng ra. Thì bây giờ ở chỗ này nè, thì thấy nó đã chỉnh xuống một khúc rồi, đúng không? Giá nó rất là rẻ, chúng ta vào chúng ta mua, giá rẻ và thanh khoản cực bé, chúng ta ngồi đây chúng ta chờ. Thì rõ ràng chúng ta biết bên này có tiền vào thì chúng ta mua ở giá hấp, chúng ta sẽ không hề sợ bị lỗ. Hôm nay thị trường sập bên mình vẫn lời bình thường đó. Ví dụ nay mai cổ phiếu có dòng tiền vào lớn, là cái này là cái gì chị, là cái thiết lập trước về cái tư duy, thiết lập trước về cái kế hoạch đầu tư á, đúng không? Thì chúng ta mua sẵn một ít rồi, chúng ta chờ đợi nó xác nhận một cái cây dòng tiền vào lớn 10-15 triệu giống như thế này để bước vào cái chu kỳ mới, và chúng ta sẽ ăn được từ gốc và đi lên, và chúng ta sẽ không sợ bị lỗ. Vì sao? Vì nếu có rớt xuống thì chúng ta chuyển hòa vốn chứ chúng ta không lỗ, vì đây là cổ phiếu đã có dòng tiền vào trước, đúng không? Cái tình hình thực tế chúng đó chúng ta xét về tất cả các yếu tố vào thì chúng ta đầu tư như vậy làm sao lỗ được anh chị, đúng không? Hay là anh chị hãy coi FPT chẳng hạn, hay là cái pha mà Quang hay nói với chị là có bốn pha của một cổ phiếu, đó là gì? Đó là cái pha sập rất là mạnh được gọi là nhịp số 1, đúng không? Cái pha hồi mạnh lên được gọi là gì, là nhịp số 2. Cái pha tích lũy đi ngang được gọi là nhịp số mấy, được gọi là nhịp số 3, là pha tích lũy của cổ phiếu. Thì chúng ta xác định như vậy thì chúng ta thấy cổ phiếu FPT nó cũng có cấu trúc này. Đây, đổi màu cho anh chị mình coi nè, đổi màu, đây đổi màu cho anh chị mình coi ha. Đó, chị thấy là nó cũng có cái cấu trúc này, đúng không? Thì khi chúng ta xác định cổ phiếu có cấu trúc này thì sao, thì chúng ta vào chúng ta mua ở đâu? Ví dụ như chúng ta mua nó ở đây, đặt đó bên qua mua nó bên đây nè, ở mình mua nó bên đây, tới bây giờ mình vẫn giữ cổ phiếu này và mình đang lời bao nhiêu, lời khoảng 400-500 thôi. Nhưng anh chị thấy thị trường mình nó lên voi xuống chó, nó sập quá trời sập luôn, đúng không? Rõ ràng cổ phiếu mình có bị gì đâu, đúng không? Cổ phiếu mình không bị gì cả, và mình đang chờ cái gì, chờ một cái dòng tiền lớn và bùng nổ đi lên thì chúng ta sẽ mua gia tăng thêm tiếp tục nữa với những cái target 145-150 chẳng hạn. Còn nếu nó thất bại cao lắm chúng ta chuyển hoa vốn, chứ chúng ta không đi vào những cái vòng lặp bị lỗ. Vì rõ ràng chúng ta biết được FPT là một trong những cổ phiếu lớn nhất của thị trường Việt Nam về cái mảng là gì, blue chip, đúng không? Và công nghệ chẳng hạn, đúng không? Là những cái con có cơ bản rất là tốt, không? Rất là nhiều quỹ đầu tư vào, thì chúng ta lựa chọn theo những cái tiêu chí đó, không? Chúng ta đó cái tư duy đầu tư ok, đúng không? Chúng ta xác định được những cái kế hoạch, những cái chiến lược mà một cái chu trình thị trường nó vạch ra, chúng ta vào chúng ta ôm hơi, ôm lâu hay ôm muộn thiệt ra nó còn tùy vào nhân phẩm của mỗi người. Để mà cho anh chị mình coi vào buổi sáng nha. Buổi sáng thì mình có chụp cái danh mục của trợ lý hay là danh mục của Quang lên cho anh chị mình coi nè. Anh chị thấy nè, đây là trong buổi sáng hôm nay nè, chị thấy không? Dù buổi chiều anh chị chết lại đi, tài khoản này không có lỗ, chỉ có lỗ con vít thôi, đúng không? Chỉ có lỗ con vít, còn này là bao lời, đúng không? Tiếp tục chị nhìn tiếp ở đây nữa nè, anh chị thấy là BR nè, hoa sen chiều hình như là hòa lỗ nhẹ rồi, đúng không nè? MWG là bán rồi, chốt lời rồi, đúng không? HSI vẫn lời bình thường. Tiếp tục anh chị nhìn ở đây nè, CTG, FPT, Vinamilk nè, BID vẫn lời bình thường á, đúng không anh chị? Vì sao? Vì đơn giản chúng ta có kế hoạch thì chúng ta cứ giữ bình thường, chúng ta không mất gì cả, đúng không? Chúng ta không mất gì cả. Một là gì? Một là ăn rất lớn, một là ăn rất lớn, hay là hòa. Chứ bây giờ chúng ta cứ ra vào, anh chị thấy cái chỗ này đây nè, mình đang giữ có FPT rồi, đúng không? FPT đang là 4% thì sao? Thì ví dụ chỗ này đi, thị trường đang liên tục là gì? Liên tục rung lắc nè, liên tục rung lắc bán xuống nè, bán xuống. Nhưng rõ ràng cái hế cổ phiếu này là hế đi lên, đúng không? Thì bây giờ mình đang lời có 4% thôi. Nhưng bây giờ thị trường đang rất xấu, mình bán ra mình mua con khác mình có thể lỗ 5%, lỗ 10%, đúng không? Ồ thì mình cứ đơn giản mà xác định cái chu kỳ, xác định cái gì, cái kế hoạch đầu tư nó, thì mình cứ giữ như vậy, và khi nó gãy xuống ví dụ mất 130 đi thì cho là hòa vốn, thì hòa vốn bán ra thì mình không lỗ đồng bạc nào, thì coi như là làm lại từ đầu, đúng không? Coi như là làm lại từ đầu. Nhưng nếu ở đây thị trường mình rất mạnh như thế này nó không rơi, vậy thì ví dụ thị trường mình nó test ở đây nhẹ cái nó bật lên cái lại, con này bung nổ nó chạy lên, mình sẽ ăn rất là to, đúng không? Hay là gì? Hay là ở đây anh chị thấy nè, mình cũng có giữ gì, mình cũng có giữ là BID đi, đúng không? Hiện tại là 50.7, hiện tại nó rớt xuống là còn 4 mấy thôi đó, còn 49 chấm mấy á. Đây cho anh chị mình coi nha, BID nè, chị nhìn vào anh chị thấy nè, BID rồi, đúng không? Hiện tại là rớt xuống là 49.5 đi, thì mất một ít tiền lời. Nhưng rõ ràng là gì? Rõ ràng cổ phiếu vẫn đang trong xu thế đi lên theo thị trường, đúng không? Rất là xấu, liên tục bị bán xuống, nhưng rõ ràng nó không hề bán gãy trend, không hề bán gãy xu thế, mình vẫn gì? Vẫn có lời bình thường với cổ phiếu, đúng không? Vẫn lời bình thường với cổ phiếu. Thì nếu nó gãy thì cao lắm mình lãi 2-3% mình đi ra. Nhưng mà ví dụ như nó lên lại sao, đúng không? Ví dụ thị trường đang rớt, nó chỉ giảm nhẹ, vậy thị trường đi lên thì sao?
là mình lời lớn đúng không, cổ phiếu sẽ vòng lại và tăng tiếp, thì lúc đó mình lại tiếp tục có lợi nhuận chứ mình không hề bị dính vào cái vòng lặp lỗ nào cả vì mình đang lời đúng không, mình không có lỗ đó. Cái xác định tư duy đầu tư là vậy đó anh chị. Hay là gì, hay là CTG này chứ ông lời 65,9%, 36,7 hiện tại là CTG còn giá nhiêu, hiện tại CTG còn 36,2 thì chắc là còn lời còn khoảng 5,3% gì đó không, rõ ràng là chứ không, thị trường mình đi lên nè, thì cổ phiếu này nó cũng đi lên theo đúng không, cổ phiếu nó cũng đi lên theo, thị trường mình chưa vượt đỉnh được, đang gặp khó khăn ở đây, chứ thật ra CTG nó vượt đỉnh rồi, CTG nó vượt đỉnh rồi nè chứ không, nó vượt liên tục những cái đỉnh đi lên. Vậy rõ ràng nếu bây giờ thị trường mình nó vòng lên lại, cổ phiếu này có thể tăng tiếp được không, xác suất rất là cao và mình vẫn là nhận bình thường, mình không mất gì cả. Ví dụ thị trường mình nó chết thúc luôn, nó sập luôn đi, thì cao lắm mình cũng lời 3-4% mình đi ra đúng không, mình lời 3-4% mình đi ra và mình cũng không có bị gì cả với cái gì, cái tài khoản của mình đúng không, tức là thất bại thì mình làm lại. Ăn thì sao, ăn thì mình ăn rất là to, ví dụ là kỳ vọng target 39 đi thì lên đây cũng lời được khoảng là 10-mấy% đúng không chị. Đó thì đó là cái gì, đó là cái kế hoạch đầu tư đúng không, kế hoạch đầu tư, cái chiến lược đầu tư, và chúng ta cứ xác định như vậy là chúng ta đầu tư ok, và chúng ta áp dụng cái chiến lược là gì, trồng cây hái quả, hay nói với anh chị đặt tên chiến lược luôn là gì, là khi chúng ta mua chúng ta hãy có lời lớn, chúng ta lời ok thì chúng ta chốt lời ra 50% hàng nè. Ví dụ MBS đây có nhiều anh chị cũng đã chốt 50% rồi đó, thì chị mình chốt 50% hàng tại đây, ví dụ tự chốt thôi, nó có lời tự chốt mua dưới đây lên đây lời 20% tự chốt, thì khi anh chị mình tự chốt lời xong thì sao, thì chị giữ lại 50%, thì 50% đó nó vẫn lời không, nó vẫn lời bình thường đúng không, thị trường mình rớt nó không rớt. Vậy ví dụ thị trường bật lại thì cái con này chạy tiếp thì chúng ta vẫn lời trong cái cục 50% đó bình thường. Đây cho anh chị mình coi nè, MBS đâu, đây là MBS nè anh chị thấy không, lời này là MSB chứ MBS ở đây hình như là không có đúng không, không có MBS, MBS ở trên mục khác rồi đó, thì nói chung là cũng lời lớn đúng không. Thì quan trọng là gì, khi nó tăng tiếp mình vẫn lời đó, nhưng mà khi nó sập xuống thật ra mình vẫn lời, mình lời 20-mấy%, thì bây giờ nó rớt xuống thì mình lời nhiêu, mình còn lời 10-mấy% thì mình vẫn lời bình thường, nhưng không phải là mình bán hết. Khi mình bán hết mình sẽ mất cái cổ phiếu này ở cái giá tốt ở dưới đây, và khi mất ở dưới giá tốt dưới đây nè, cầm một cục tiền mới đi ra thì liệu mình có bị cám dỗ bởi cá mập, ba cám dỗ bởi những cái thông tin ở trên thị trường, những cái deal game, những cái deal gì đó. Ví dụ chị thấy câu Đạt Phương nó có deal không? Không, nhiều anh chị mình đợt đó có thấy như nói về rất là nhiều cái vấn đề về deal game nào đó của nó, thì kỳ vọng là nó siêu sóng gì đó đúng không, cổ phiếu rất là ok, cổ phiếu siêu sóng, cái này qua nhớ qua đọc ở đâu đó mà không nhớ rõ không, thì đó vào đây đầu tư thế là sao, nó rớt một cái kẹt hàng, kẹt hàng xong là gì, tự nhiên lỗ full đúng không, tự nhiên lỗ full, trong khi nếu mà mình làm theo chiến lược thì mình đau lắm mình lỗ có 50% hàng thôi đó, 50% tiền thôi, còn 50% mình vẫn lời bình thường, thì đó là mình sẽ hòa và mình đi ra bình thường đúng không. Ví dụ bên đây sập mạnh bên kia vẫn đỡ giá được thì hai bên cộng lại là hòa vốn đi ra, coi như là thất bại toàn tập đi, nhưng vẫn hòa vốn chứ không hề lỗ đúng không, không hề lỗ. Thì đó là những cái gì, cách thoát khỏi vòng lặp mà nãy giờ qua nó tới nó lui cho anh chị á, chứ thật sự là trong những cái bản tin tối như thế này nè, chúng ta sẽ không có đi phân tích nhiều về cổ phiếu đúng không, chúng ta không phân tích nhiều về cổ phiếu, vì cổ phiếu thì qua sẽ nói với anh chị là chúng ta sẽ để lại đâu, để lại trong cái buổi phát trực tiếp buổi tối á, thì chúng ta sẽ nói về từng cổ phiếu sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái gì, chúng ta sẽ nói về cái tư duy tổng thể, chúng ta sẽ nói về những cái gì mà chúng ta cần làm, những cái gì chúng ta cần lưu ý, thì từ đó chúng ta đầu tư chúng ta sẽ hiệu quả hơn, chúng ta đầu tư chúng ta sẽ không bị lỗ, và chúng ta đầu tư chúng ta rất là nhàn. Ví dụ hôm nay đi, rất là nhiều anh chị mình nhắn tin chứ Quang nói là tài khoản bây giờ lỗ 500 rồi, giờ làm sao em, thì anh chị thấy rất là kẹt không. Ví dụ đợt trước mới lỗ 500, đợt này lỗ tiếp 500, hai lần cộng lại 100 rồi, đây là lỗ 500 thôi. Ví dụ lỗ 100, 20% thì sao, rất là kẹt đúng không. Nhưng mà ví dụ với anh chị, nếu mà anh chị mua theo những cái chiến lược của nó với anh chị, nó rất là mệt, nó rất là phải mất thời gian hàng ngày, nhưng vì cái chúng ta mất thời gian hàng ngày đó như vậy đúng không, thì dẫn đến chúng ta gì, chúng ta không lỗ đúng không, chúng ta không có lỗ. Và khi thị trường nó bị đạp như thế này, thật ra mình cũng vẫn bình thường thôi anh chị, mình mất ít tiền lời chứ mình vẫn bình thường, mình vẫn ngồi đây mình vẫn làm video cho anh chị, mình vẫn gì vẫn vui vẻ thoải mái bình thường, vì mình không có bị lỗ, không có bị kẹt, không có bị gì cả đúng không, không có bị gì cả. Thì chúng ta cứ thoải mái đưa ra những cái quyết định đúng, quyết định chúng ta sẽ dễ đúng hơn là cái việc chúng ta bị dính vào những cái vòng lặp khó khăn đúng không. Hay là ví dụ qua nói với chị có cái kế hoạch khác mình hay chia sẻ với anh chị đó, đúng không, kế hoạch gì chị biết không, là kế hoạch trading T0 cho những anh chị mình bị gì, cho những anh chị mình lỗ nặng trên thị trường ở những cái cổ phiếu bất động sản mà kẹt đó, thì nói chung là tới bây giờ vẫn chưa về bờ. Ví dụ chị thấy con đất con DG này, chạy con DG này không, DG này không, nó vẫn đi xuống liên tục trong quá trình này dù thị trường mình đi lên. Vậy rõ ràng anh chị đầu tư trong đây, ví dụ giai đoạn này, ví dụ giai đoạn này, ví dụ trên kia hay là Novaland đâu đó, anh chị mình thấy anh chị mình có lời không, anh chị không thể lời được đúng không. Và anh chị càng trung bình giá, anh chị trung bình giá ở đây, anh chị bây giờ anh chị vẫn lỗ, anh chị trung bình giá ở đây bây giờ anh chị vẫn lỗ, anh chị trung bình giá ở đây bây giờ anh chị vẫn lỗ. Thì kế hoạch của Quang vạch ra cho những anh chị mà bị lỗ nặng á là gì, là chúng ta hãy đánh trading T0 đi. Nếu anh chị mình không hiểu trading T0 là gì, anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với Như Hảo hoặc Trúc Vi, các bạn sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị cái hữu tục và cái gì, cái video trading T0 chứ không phải là cái hữu tục, video trading T0 để cho anh chị mình hiểu cái việc lướt ra. Ví dụ hôm nay mình nói với anh chị á,
sáng mở cửa ra cổ phiếu nó kéo mạnh, anh chị mình bán ra đi, chút chiều nó rớt xuống thì sáng này con đít nè. Nếu anh chị mình để ý con đít này hồi sáng này có cái giá cao nhất phiên là bao nhiêu, giá cao nhất phiên nó là 22.35, 22.3 thì buổi sáng anh chị mình bán ra 22, ví dụ anh chị có 10.000 cổ phiếu, sáng anh chị bán 4.000 cổ phiếu ra giá là 22.35 đi, 22.3 đi, anh chị không được bán giá cao nhất phiên, anh chị bán ra là sáng con kêu anh chị mình bán đúng không, giá bán ra. Sau đó chiều làm gì, chiều anh chị mình mua lại, là chiều vẫn có nói với anh chị đúng không, là những cái lúc đó nó đạp rất là mạnh, ví dụ nó đạp về 21.55 anh chị mua lại 21.7 giúp Quang đi, ví dụ như là không mua được giá thấp nhất đi, anh chị mua vào anh chị lời được 2.4 triệu trong ngày hôm nay, sau khi trừ phí Huế anh chị còn là 2.287.000, là anh chị mình có thể lướt được trong những cái khoản nhỏ nhỏ này nè, anh chị kiếm được những cái lợi nhuận nhỏ, nó những cái lợi nhuận nhỏ gì, khi thị trường và cổ phiếu nó đạp, khi thị trường và cổ phiếu nó kéo, chúng ta lợi dụng những cái khoản trống nhỏ này nè, những cái khoản trống nhỏ trong những cái nến hàng ngày để chúng ta sinh ra những cái lợi nhuận 1%, 2%, 3%, 4% tùy, ví dụ có đất xanh đi, anh chị mình giữ con này hôm nay có thể anh chị mình lời 4-500 á, tại vì buổi sáng khi nó kéo mạnh qua có nói với anh chị là canh bán cổ phiếu đất xanh đúng không, thì những anh chị mình kẹt trên đây có về bờ được chưa, sự thật rất phũ phàng là anh chị mình không thể về bờ được đúng không, thì chị cứ lướt tay không, thì ngày nào anh chị cũng lướt tay không, thì rõ ràng ví dụ sáng hôm nay giá bao nhiêu, giá 18.45 là giá gì, giá mở cửa, nhưng mà lúc nó kéo 16 mình nhóm có nhắc anh chị là canh bán đúng không, thì 16 ví dụ anh chị bán ra giá 16 đi, anh chị có 20.000 cổ phiếu, anh chị bán 10.000 cổ phiếu đất xanh giá 16, sau đó buổi chiều khi nó bán tháo quá trời qua kia anh chị mình cover lại 15.1, anh chị mình cover lại 15.2 thôi, 15.2 là giá cao hơn chút đi, anh chị lời được 8 triệu, anh chị lời được 8 triệu trong hôm nay, trong khi hàng anh chị thì vẫn lỗ nặng trên đây và anh chị không hề thiết phải làm gì trung bình giá đúng không, anh chị đâu cần trung bình giá đâu, vậy anh chị có thể bán được ngay trong phiên, ví dụ anh chị bán cao xuống đây chị mua hấp thì chị sẽ ăn được cái khoản trên là đúng không, và khi anh chị bán cao này nè, anh chị cầm ra một cái cục tiền thì khi giá cổ phiếu nó trượt xuống chị mua lại thì tự động anh chị dôi ra một cái phần nhỏ xíu ngay đây, thì đó là cái tiền lời anh chị trong cái phiên thị trường nó giảm và trong cái phiên mà chúng ta vẫn bị kẹt hàng mà chúng ta chả hay về bờ được, ví dụ rớt cái này bao giờ về bờ, kẹt ngay chỗ này bao giờ về bờ, chắc phải cuối năm mới về được hay không đúng không, kẹt cái đây nè sao chị về bờ được đó, thì đó cũng là cái kế hoạch, cái chiến lược chúng ta vạch ra, thì khi chúng ta vạch ra như vậy chúng ta cứ tuân thủ chúng ta làm như vậy thì chúng ta không trung bình giá, và khi chúng ta không trung bình giá thì chúng ta có lỗ không anh chị, không lỗ đúng không, khi cổ phiếu rơi chúng ta đâu có lỗ đâu mà chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền từ nó đúng không, thì cái đó là cái gì, là cái cách chúng ta thoát khỏi cái vòng lặp luôn lỗ đó anh chị đúng không, thì đó là cái video ngày hôm nay qua chia sẻ với anh chị là nguyên nhân vì sao đầu tư luôn thua lỗ thì chị coi anh chị đã biết, và cái cách thức chúng ta vượt qua thì chúng ta cũng đã biết, và hy vọng anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể tìm ra được cái phương pháp đầu tư hiệu quả trên thị trường này, ví dụ như bên Quang chia sẻ với anh chị đúng không, để chúng ta có thể vượt qua được nó và chúng ta có thể sinh ra những cái lợi nhuận, khi thị trường xấu thì chúng ta vẫn gì, vẫn tồn tại được với nó đúng không, khi thị trường xấu vẫn tồn tại, vẫn gì, vẫn sống được với nó, và khi thị trường ok sao, khi thị trường ok thì chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận rất là lớn, chứ không phải là cứ lên thì chúng ta đua vào, sau đó rớt xuống chúng ta cắt lỗ, chúng ta lại lỗ, sau đó lên chúng ta lại đua vào, rớt xuống chúng ta lại lỗ, liên tục những cái vòng lặp, và thậm chí là những cái khoản lỗ rất lớn và kẹt không thể về bờ, kẹt không thể gì, kẹt không thể lên được, thì chúng ta cũng phải có những cái kế hoạch chứ. Thì đó là cái video hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị nha, chứ phân tích về thị trường mà nói thiệt với anh chị nha, hãy không minh quan đơn giản thôi, gồng lãi đơn giản thôi, cứ ngồi đó gồng lãi, cứ ngồi đó ngồi chờ thôi, chờ làm gì, chờ nó kéo tiếp thôi, nó không được thì cho lắm thì mình lời nhẹ mình đi ra, không nó sắp đúng đâu đi thì mình lời nhẹ mình đi ra, còn không được thì sao, cứ như vậy thôi đúng không, không mất gì cả, và coi như chúng ta làm lại, còn nếu mà lên được thì sao, chúng ta sẽ là người lời lớn nhất của thị trường, nhưng mà nó hiện với anh chị để MHB này nó giảm về giá vốn, sao nó giảm về được đúng không anh chị, sao nó giảm về đây được, không có cửa, nó chỉ cần rớt nhẹ xuống đây thôi, bao nhiêu nhà đầu tư canh vào mua, nó lại bật lên lại thôi, đúng không, nó thành ra là, đó là cái chiến lược đó anh chị, đúng không, thì từ đó chúng ta đầu tư rất là nhàn, chúng ta rất là thoải mái, và chúng ta ngủ rất là ngon, không có bị áp bức, không có bị sợ hãi, không có bị hù dọa, đôi khi những cái chỗ này nè, mà chúng ta bị nó hù dọa rê quá, nay mai ví dụ như qua nó hiện với anh chị, nay mai mà nó nằm vòng vòng đây đó, nó không rơi nữa nha, nó nằm vòng vòng đây, ví dụ nay mai nó vượt lên đỉnh thì sao, trong đó trong chúng ta dám mua đúng không, đôi khi những cái lúc mà chúng ta tiêu cực nhất là lúc nó kéo hiệp sao, đúng không? Thì đó là quan điểm của Quang là như vậy, và chiến lược đầu tư của hệ thống Nhật Quang Channel là như vậy, nếu anh chị mình coi video của Quang hàng ngày đúng không, coi những cái chiến lược để Quang giải thích với anh chị á, anh chị muốn đầu tư cùng hệ thống bên Quang, muốn đi theo những cái chiến lược này từ sớm, phải đi khi nó bắt đầu thì xây dựng, phải đi khi nó gì ở nơi hấp lên nơi cao và từ nơi cao xuống nơi hấp cứ liên tục như vậy để có những lợi nhuận tốt, để vượt qua những cái đợt sập thì chị nhắn tin với Như Hảo và Trung Vi, chứ không phải quá muộn, không phải gì, không phải vào là nó đã xong hết rồi, không phải vào là nó đã gì, đã quá trễ cho những cái điểm mua và đã quá cao cho những cái điểm là gì, quá trễ cho những điểm mua mới giá hấp đúng không, đã quá cao cho những cái điểm đu đỉnh đúng không, đó thì đó mà chia sẻ với chị như vậy thôi nha. Rồi chúc anh chị buổi tối vui vẻ và tốt lành bên gia đình. Xin chào anh chị.